Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Gặp mặt tôn vinh tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, ngày 19 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt tri ân các chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, những tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong những năm qua, các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho người có công. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa toàn tỉnh vận động được hơn 15 tỷ đồng, đã tặng hơn 1.250 sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây mới, tu sửa, nâng cấp trên 6.699 nhà tình nghĩa, qua đó từng bước giúp các gia đình chính sách, người có công vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp tổ chức lễ tri ân gặp mặt, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc trong giai đoạn mới, với mục tiêu đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần, có mức sống trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng, với đất nước, để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ý thức trách nhiệm với lịch sử, với quê hương đất nước. Cùng với khí thế sôi sục tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng của cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã hăng hái tham gia đi dân công, xây dựng kho tàng, lán trại, đón tiếp giúp đỡ các đoàn dân công, đơn vị bộ đội hành quân ra mặt trận, ủng hộ đóng góp lương thực thực phẩm. Từ tháng 9 năm 1953, bộ đội địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã gấp rút tu sửa cầu, phà trên tuyến quốc lộ 6, 12 và 15 để đảm bảo tốt nhất cho vận chuyển lương thực thực phẩm phục vụ chiến trường. Tổng kết chiến dịch, toàn tỉnh đã huy động 381.292 lượt dân công, 905 xe thồ, vận chuyển 4.900 tấn hàng, huy động 170.000 ngày công, xay giã, 545 tấn thóc cho bộ đội, cung cấp cho mặt trận 39,5 tấn thịt, 1.840 mét khối gỗ và hàng vạn cây tre. Trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn tỉnh chủ động mở nhiều đợt tấn công, làm kiềm chế tiêu hao sinh lực địch. Cái giờ phút mà chúng tôi nhớ nhất là những cái vượt qua những cái khó khăn, là chúng tôi là những đơn vị làm đường, bảo vệ đường, ngụy trang đường, đào hầm hào. Thì chúng tôi thấy rằng là cái đầu tiên là một cái sự kiện xảy ra là phải kéo pháo vào và kéo pháo ra. Đấy là một cái kỷ niệm chúng tôi nhớ sâu sắc nhất. Cái điều thứ hai là phát súng
nổ đầu tiên, là đánh Điện Biên Phủ đầu tiên, là chúng ta đã áp đảo quân thù với những đàn pháo cấp tập đánh vào đồi Hiêm Lam, bao vây đồi, bao vây Bản Kéo, và hai ngày sau chúng ta sẽ tấn công sang đồi Độc Lập. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng quà tri ân các chiến sĩ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiều ngày 19 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến vào 5 tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tờ trình của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tờ trình của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong đó, đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đầu tư dự án cầu từ đường tỉnh 433 thuộc xóm Ấm, xã Lánh Nghê, huyện Đà Bắc, nối với đường tỉnh 114 thuộc Bản Khoáng, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tổng chiều dài cầu vượt suối khoảng 66m, bề rộng mặt cắt ngang cầu 8,5m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, căn cứ theo luật đầu tư công và các quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định về việc giao một địa phương quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án trên địa bàn hai địa phương, cần tiếp tục được rà soát. Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La để thống nhất triển khai. Đối với tờ trình và dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét để ban hành. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế để các đơn vị chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 năm 2023 của Chính phủ. Đối với tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần đánh giá khái quát kết quả thực hiện đề án số 02 của Tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 14 và các chương trình kế hoạch nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến kết cấu hạ tầng, nhất là bám vào việc triển khai quy hoạch tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 52 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo đề án vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030 và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu thống nhất với các tờ trình đồng thời đề nghị đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đá, cát trên địa bàn tỉnh cần ứng dụng công nghệ để quản lý hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản của tỉnh, tăng cường công tác quản lý cấp phép, khối lượng khai thác và việc thực hiện các nghĩa vụ ngân sách với nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết với việc triển khai các mô hình tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. Nhất trí với tờ trình của Đảng ủy Quân sự tỉnh, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3088 về việc thực hiện công điện số 36 ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Theo công điện số 36, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông. Chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị,
công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo thẩm quyền. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hướng dẫn xây dựng dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi năm 2024. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe và trao đổi nội dung về triển khai kế hoạch thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2024, hướng dẫn xây dựng hoàn thiện dự án khởi nghiệp, thực hành bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng dự án khởi nghiệp, đồng thời trả lời học viên về một số nội dung liên quan đến xây dựng dự án. Mục tiêu của chương trình là 90% cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia thực hiện kế hoạch được tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về phong trào phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nữ, tạo môi trường cho phụ nữ vùng khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và địa phương. Quý 1 năm 2024, trên địa bàn thành phố Hòa Bình đang triển khai 97 dự án giải phóng mặt bằng chuyển tiếp từ năm 2023. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, 12 quyết định thu hồi đất của 13 dự án, với tổng diện tích thu hồi trên 51,4 ha, tổng số tiền phê duyệt trên 57,7 tỷ đồng, đã tổ chức chi trả xong hơn 41,6 tỷ đồng, diện tích bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là 13,5 ha, ban hành 2 quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 2 dự án là đường dây 110 kV Kỳ Sơn Lương Sơn, cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 36 dự án phải bố trí tái định cư, trong đó số dự án đã có khu tái định cư là 26 dự án, số dự án chưa có khu tái định cư là 10 dự án. Trong thời gian tới, để triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đúng trình tự, chế độ, chính sách và đạt tiến độ, đúng theo kế hoạch, Ủy ban dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến các hộ dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội vào địa bàn. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hòa Bình tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người. Huyện Đà Bắc đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Việt Nam vừa ghi nhận ca mắc cúm AH9 trên người đầu tiên tại tỉnh Tiền Giang. Trước đó, cách đây hơn 2 tuần tại tỉnh Khánh Hòa đã có ca tử vong do cúm AH5N1. Loại virus này đang biến đổi và được phát hiện ở trên gia súc và trên người. Giải pháp để siết chặt và phòng chống dịch cúm gia cầm không lây lan sang người vừa để bảo vệ đàn chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thùy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Cục Thú Y, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm, gồm các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình. Đối với tỉnh Hòa Bình, chăn nuôi là một trong những ngành thu nhập chính của người dân. Hiện toàn tỉnh có khoảng trên 8,6 triệu con gia cầm. Đối với tỉnh Hòa Bình, hiện vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh trên đàn gia cầm. Tuy nhiên, một số người chăn nuôi, nông hộ vẫn còn chủ quan. Chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Đinh Công Khuyển ở xóm Cháu, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc. Với quy mô chăn nuôi nông hộ từ 200 đến 300 con gà vịt, do chăn nuôi nhỏ lẻ nên chuồng trại chăn nuôi cũng như công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đối với gia đình ông Khuyển chưa được quan tâm. Nói chung là dân nông thôn chúng tôi ấy, thì cũng chưa có cái điều kiện mà cũng chưa có cái kinh nghiệm mà cũng chưa được tập huấn về phòng tránh các loại bệnh, cho nên là lắm khi chăn nuôi thì cũng còn hay xảy ra các loại bệnh.
Hiện nay chăn nuôi nông hộ chiếm tới 70% cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh. Tuy nhiên, chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, chưa đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Một bộ phận người chăn nuôi vẫn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người. Về cái chăn nuôi nông hộ thì cơ bản các cái hộ chăn nuôi thì vẫn còn cái chủ quan lơ là trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là cái phòng chống dịch cúm, do những năm gần đây là không có xảy ra cái dịch cúm gia cầm, cho nên là người dân là cũng chủ quan. Để tránh lây nhiễm dịch cúm gia cầm sang người và giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng cũng như sự chủ động của các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi là yếu tố quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, virus cúm AH9 thuộc nhóm động lực thấp, thường gây triệu chứng nhẹ và không gây chết gia cầm hàng loạt. Tuy nhiên, người vẫn có thể bị lây nhiễm và mắc bệnh cúm gia cầm nếu tiếp xúc và sử dụng gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhiễm bệnh. Trước tình hình đó, thực hiện công văn khẩn của Cục Y tế Dự phòng đề nghị các địa phương về tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Để chủ động kiểm soát và phòng chống hiệu quả bệnh cúm gia cầm, Ủy ban dân tỉnh đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chức năng của tỉnh và các địa phương đã thực hiện công tác giám sát, phát hiện kịp thời dịch bệnh, rà soát tiêm phòng cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. Người dân là phải tuyên truyền nhiều, họ cũng chưa biết cách áp dụng về cách phòng. Những cơ sở xã thì cũng tuyên truyền và cũng ở tập huấn thì cũng có tuyên truyền bà con phòng một số bệnh như về gia cầm thì có thể phòng các vaccine. Thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi giết mổ gia cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch bệnh cúm gia cầm. Đang chăn nuôi gia súc gia cầm, lợn, gà, vịt, thì gia đình chúng tôi là vẫn tuân thủ theo cái chương trình bảo vệ và khử trùng sát trùng hàng tháng định kỳ và cũng phun khử trùng và tiêm phòng chống. Về cái khuyến cáo thì đối với bà con nông dân thì thứ nhất là thực hiện tốt cái công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc trong cái quá trình chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là thường xuyên theo dõi giám sát. Nếu có cái hiện tượng mà gia cầm ốm chết hàng loạt thì phải báo cáo đối với đến cơ quan chuyên môn, thực hiện tốt cái sinh an toàn sinh học, không được mua hoặc là nhập những cái gia cầm ở những cái địa phương khác hoặc là những cái gia cầm mà không có nguồn gốc xuất xứ. Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy người dân cũng cần chủ động trong phòng chống dịch cúm gia cầm. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, không để dịch bệnh lây sang người. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, cần phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người là rất quan trọng. Không tiêu thụ, không tiếp xúc gia cầm ốm chết, không tiêu thụ gia cầm nhập lậu. Người tiêu dùng chủ động cũng không nên tẩy chay các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng. Có như vậy mới bảo vệ được ngành chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh. Đến đây, phần bình luận của tôi xin được kết thúc. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đà Bắc là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, cùng với lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài có hợp đồng lao động cũng được huyện chú trọng để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Sa Thị Sàng ở xã Đồng Chum có con trai và con dâu mới đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Công việc chủ yếu là chăm sóc, thu hoạch rau, hoa quả. Bà cho biết, được hỗ trợ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Đà Bắc, các con của bà được vay 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến nay, các con của bà đều có công việc và thu nhập ổn định, thường xuyên gửi tiền về để chi trả vốn vay theo đúng quy định. Lương cũng rất là cao, thì cũng về gửi cho bố mẹ, về trang trại, về gia đình, về thứ nhất là chăn nuôi, lại vốn để trang trại cho cái vay vốn ngân hàng.
Hiện nay, số người trong độ tuổi lao động của huyện Đà Bắc chiếm tỷ lệ cao với trên 41.000 người, nhưng số lao động có trình độ tay nghề lại không nhiều. Bên cạnh đó, người dân đã quen với việc làm nông nghiệp thuần túy theo mùa vụ và không muốn xa gia đình. Do vậy, việc đi làm xa tại các công ty doanh nghiệp tại các tỉnh hay xuất khẩu lao động tại nước ngoài vẫn còn hạn chế. Để thay đổi nhận thức của người dân cũng như nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững, thì xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động hoặc làm việc có hợp đồng tại các công ty doanh nghiệp trong nước là một trong những định hướng của huyện Đà Bắc. Nguồn lao động mà đi lao động ở nước ngoài thì mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Về cũng làm nhà rồi là mua đất, nói chung là rất là hiệu quả. Mong rằng là trong thời gian tới sẽ có nhiều lao động đi xuất khẩu để đem lại cái thu nhập cao cũng như là về xây dựng quê hương đất nước cũng như là gia đình. Ủy ban dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của xuất khẩu lao động và làm việc dài hạn tại các công ty doanh nghiệp trong nước và các thủ tục điều kiện cần thiết, mức lương để người dân nắm được. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền về các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu về việc làm để người dân tránh bị mắc bẫy lao động trái phép. Năm 2023, huyện Đà Bắc có trên 1.200 lao động tham gia lao động tại các công ty đơn vị trong nước, 60 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quý 1 năm 2024 có 24 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Chúng tôi cũng tư vấn cho cái việc mà các thị trường lao động ngoài nước để người lao động căn cứ đó để mà lựa chọn để tham gia cái xuất khẩu lao động để tạo quan việc làm. Thế trên cái cơ sở mà cái việc mà người lao động mà đi làm việc nước ngoài ấy, thì cũng người lao động cũng có thể là ngoài cái việc mà đảm bảo cái nguồn kinh tế cho gia đình thì người lao động có thêm được cái kiến thức và có thêm được cái năng lực và khi mà tham gia ở các thị trường nước ngoài. Mặc dù mới đầu năm nhưng công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động đã được huyện Đà Bắc chủ động triển khai để thực hiện đến hầu hết các xã thị trấn. Qua công tác tuyên truyền định hướng tư vấn đã có nhiều người dân đăng ký đi xuất khẩu lao động. Đây là một tín hiệu vui cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi. Hy vọng rằng năm 2024, huyện Đà Bắc sẽ thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra về xuất khẩu lao động, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Hãng thông tấn France của Iran vừa đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Isfahan, miền trung nước này. Động thái này diễn ra sau khi Israel tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran hồi cuối tuần trước. Isfahan nằm cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 350 km về phía nam. Những tiếng nổ được nghe thấy gần sân bay quốc tế Isfahan và một căn cứ không quân của Iran. Một cơ quan truyền thông khác của Iran, hãng thông tấn Mehr, đưa tin rằng vụ nổ được nghe thấy ở Isfahan là âm thanh của ba máy bay không người lái bị bắn hạ. Tuy nhiên, những máy bay không người lái này đến từ đâu vẫn chưa được xác định. Theo báo cáo, không có thiệt hại nào tại căn cứ không quân ở Isfahan. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các dịch vụ máy bay chở khách vốn bị đình chỉ tại một số sân bay trong nước đã hoạt động trở lại. Trong khi đó, hãng tin ABC News và một số hãng truyền thông khác dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Iran. CNN đưa tin cuộc tấn công của Israel không nhằm vào các địa điểm liên quan đến hạt nhân của Iran. Ngày 18 tháng 4, theo giờ địa phương, Mỹ đã dùng quyền phủ quyết để một lần nữa ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về quy chế thành viên chính thức đối với Palestine. Kết quả cho thấy 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ. Với lá phiếu phủ quyết của Ủy viên Thường trực Mỹ, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua bản dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đại diện phía Palestine đã lên tiếng chỉ trích hành động phủ quyết của Mỹ. Đây cũng là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở giải Gaza. Ngày 19 tháng 4, Ấn Độ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử được cho là lớn nhất thế giới, với khoảng 970 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc chạy đua chủ yếu giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi và Liên minh đối lập.
Cuộc tổng tuyển cử lựa chọn thành viên Hạ viện được tổ chức xen kẽ với 7 giai đoạn bỏ phiếu khác nhau được ấn định cho các khu vực bầu cử trên khắp Ấn Độ. Giai đoạn bỏ phiếu thứ 7 và cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Thủ tướng Modi thuộc đảng Bharatiya Janata cầm quyền BJP đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3. Trong khi đó, Liên minh đối lập là Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ đang mong muốn nắm quyền điều hành chính phủ. Phe cầm quyền và phe đối lập đã thực hiện các chiến dịch vận động mạnh mẽ để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Đảng BJP cho biết, dưới thời chính quyền Thủ tướng Modi, tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ đã tăng trưởng lên mức lớn thứ 5 thế giới và được dự đoán sẽ mở rộng lên vị trí thứ 3, sớm nhất là vào năm 2027. Trong khi đó, Liên minh đối lập cáo buộc chính quyền Thủ tướng Modi đã cho phép tình trạng bất bình đẳng giữa giàu nghèo ngày càng gia tăng để theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế. Kết quả các cuộc khảo sát ý kiến gần đây cho thấy đảng BJP dẫn trước Liên minh đối lập. Philippines vừa công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng với New Zealand. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đang có chuyến thăm Philippines. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có cuộc hội đàm tại Manila. Trong một cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo cho biết Philippines và New Zealand có kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự thông qua cam kết ký thỏa thuận hỗ trợ hậu cần lẫn nhau và thỏa thuận lực lượng thăm viếng. Những hình thức hợp tác quốc phòng này cho phép binh lính Philippines và nước ngoài huấn luyện trên lãnh thổ của nhau cũng như chia sẻ thiết bị quân sự. Philippines và New Zealand cũng nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện vào năm 2026. Philippines là chặng cuối trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Luxon tới Đông Nam Á nhằm tăng cường liên kết thương mại của New Zealand. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.